Chẳng hiểu huấn luyện viên Jose Mourinho đã dặn dò hay hăm dọa Son Heung-min, điều gì mà cầu thủ này đã lao theo bám tiền đạo đối phương như hình với bóng. Số là khi trọng tài chuẩn bị thổi còi bắt đầu trận đấu giữa Crystal Palace và Tottenham, hai tiền đạo Benteke và Son Heung-min đã trình diễn một pha bóng hài hước. Vừa thấy hiệu lệnh của trọng tài, Benteke và Son đã băng qua vạch giữa sân. Cả hai quên mất rằng trọng tài chỉ ra hiệu cho các cầu thủ quỳ gối để ủng hộ cho phong trào chống phân biệt chủng tộc. Và mọi người đừng quên đăng ký hội viên được chúng mình đính kèm link ở dưới phần mô tả để luôn được hưởng những ưu đãi đặc quyền mà chị hội viên mới có. Shut your bitch ass up! Surprise, motherfucker! Fuck you! Trên sân bóng, trong mỗi trận đấu có sự kịch tính căng thẳng là thế, nhưng không hiếm cho ta bắt gặp những khoảnh khắc hài hước, thú vị đến từ các cầu thủ. Và hôm nay, chúng ta hãy cùng theo dõi lại những pha bóng cười ra nước mắt diễn ra trong các trận đấu trên toàn thế giới. Tưởng như đó là pha phản công nguy hiểm của Liverpool trong tình huống 4-3. Nhưng rồi với sự không hiểu ý của Salah và Origi, cơ hội phản công đã nhanh chóng bị cắt đầy tiếc nuối. Một đường chuyền cho Salah, nhưng anh lại đang tập trung tăng tốc chạy chỗ để rồi không kịp quan sát đường bóng đến với mình. Thủ môn được biết đến như là chốt chặn cuối cùng của hàng phòng ngự, nơi mà sự chắc chắn và an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, mỗi khi thủ môn mắc sai lầm luôn dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng. Một tình huống không rõ anh chàng thủ môn này có chú ý gì để rồi lóng ngóng vê bóng bằng gầm giày quá mạnh, đưa bóng đi thẳng vào khung thành đội nhà. Inter Milan đáng lẽ ra có thể đi tiếp tại Champions League nếu như tại phút 89 được hưởng tình huống phạt góc. Cựu tiền đạo MU Alexis Sanchez bật cao đánh đầu đưa bóng đi căng và tưởng như đã có bàn thắng cho Inter Milan. Nhưng pha chọn vị trí vô duyên của Lukaku đã cản lại đường bóng nguy hiểm đó. Đã thế, tiền đạo người Bỉ lại ở tư thế việt vị và kết thúc pha bóng đó là tình huống phất bóng lên cho đội khách. Một tình huống dường như don't care đến từ vị trí của ông vua áo đen. Khi cầu thủ hai đội West Ham và Wolverhampton có khuynh hướng xô xát với nhau ngay trước mắt vị trọng tài này. Và tưởng như sẽ có sự can thiệp nhưng không. Trọng tài chính của trận đấu chỉ đứng một chỗ, có vẻ như người cầm còi này đã cảm thấy quá mệt mỏi để can ngăn những tình huống như thế này.
Pha bỏ lỡ khó tin của Timo Werner khi ở một vị trí không ai kèm và bóng chỉ cách vạch kẻ vôi chưa tới 1 mét, nhưng anh lại không thể ghi bàn. Một tình huống tiền đạo người Đức dứt điểm không trúng tâm bóng khiến bóng bật trở ra, và cho dù có cơ hội sút bồi lần thứ hai nhưng bóng lại chạm xà và bị phá ra một cách đáng tiếc. Một hành động hóng hớt khá cao đến từ Luis Suarez khi mà trọng tài chính đang tham khảo công nghệ VAR. Về tình huống nhạy cảm thì tiền đạo bên phía Atletico Madrid thay vì đứng trong sân thì anh lại đứng rất sát trọng tài và ngó xem trộm đoạn quay lại tình huống đó. Kết quả anh ăn ngay một chiếc thẻ vàng cho hành động đó. Là một cầu thủ trên sân, vấn đề an toàn cho khung thành đội nhà luôn được đặt trên hàng đầu, và khi đội nhà có nguy cơ đối mặt với các pha phản công, các cầu thủ luôn phải chủ động tìm mọi cách để ngăn chặn, kể cả phải phạm lỗi bất đắc dĩ. Và đây là một ví dụ về cái cách mà anh chàng này ngăn chặn một pha lên bóng đầy tốc độ của cầu thủ đối phương. Một tình huống không khác gì một clip quảng cáo về chất lượng của đồ co giãn chiếc áo cầu thủ số 10 đang mặc. Một tình huống cho thấy vấn đề nội bộ của Real Madrid đang gặp vấn đề khi mà Benzema có cuộc trò chuyện với đồng hương Flamendi, và tâm điểm nội dung của cuộc trò chuyện là những lời nói xấu về người đàn em Vinicius. Thậm chí cuộc trò chuyện này diễn ra ngay trước mặt cầu thủ người Brazil. Đứng trước cơ hội rất tốt để mang về bàn thắng cho Fulham, nhưng có vẻ như Ademola Lookman đã bị thủ thành bên phía West Ham bắt bài. Một cú dứt điểm theo kiểu Panenka không đủ tinh tế để có pha lập công cho cầu thủ người Anh. Một tình huống dở khóc dở cười khi mà anh chàng bên đội bóng áo tím này đang tập trung thực hiện cầu nguyện trước trận, thì người đồng đội của anh có vẻ như không hiểu ý và đưa hai tay đập lại như một hành động mang biểu tượng tính đồng đội. Một hành động khá hài hước phải không nào? Như vậy chúng ta vừa được thưởng thức những tình huống bóng hài hước từ các cầu thủ trên sân cỏ. Bóng đá luôn là thế, luôn mang lại cho ta rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tất cả đã tạo nên một môn thể thao xứng đáng có vị trí số 1 thế giới.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này thú vị, đừng quên ấn like, share và subscribe. Đó chính là động lực cho mình ra tiếp những video mới hấp dẫn hơn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.